Thôi 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 thôi. Ra đây, ra đây. Lẹ lên canh chị. Lẹ lên. Ổn không cô Tí? Mẹ em nói là ông đã đi ra xưởng gỗ rồi. Dạ. Ừ. Mấy anh chị đi thêm. Bí mật gì mà ồn ào thế ớn à? Cô Tí làm gì ạ? Nè, cô Tí, em đừng có đi lung tung nữa nha. Em mà đi lạc á, làm mọi người tìm chết luôn á. Với lại cô Tí còn con nít á, nên hay đòi hỏi hoài à. Thôi, anh đừng có trách cô Tí mập nữa. Chú ơi, không xong rồi. Tụi nhóc bỏ đi hết rồi chú. Cái gì? Dạ. Bỏ đi hả? Dạ. Nó bỏ đi hồi nào? Dạ hồi sáng đó chú. Tại sao hồi sáng mà bây giờ mới báo chú? Chú ơi, bây giờ mình làm sao chú? Bốn đứa đã đi hết trơn rồi chú ơi. Gì chứ? Đi bốn đứa lận. Bốn đứa là những đứa nào? Dạ, dạ Trường, Tâm, cô Tí con chị Ngọc với bé Na con chị bán hủ tiếu. Bây giờ mấy đứa lùi xuống chút xíu nghe. Dạ. Rồi rồi, lùi chút xíu rồi, nữa kìa. Rồi đúng nè, tạo dáng nè. Một, hai. Cô Tí chạy bên kia, còn anh với lại chị Mỹ Tâm á sẽ chạy bên này. Ok chưa? Dạ. Rồi, nhanh lên.